Sau đại dịch, châu Á đang trở lại với du khách toàn cầu và theo báo Telegraph của Anh, hiện tại là thời điểm lý tưởng để khám phá châu lục này. Lý do là lượng khách du lịch tới đây vẫn chưa trở lại mức bình thường và du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị tại châu Á. Trong số các địa điểm được Telegraph gợi ý thì Việt Nam đã nằm ở vị trí đầu tiên. Nói tới Việt Nam, tờ báo này cho biết có rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp và nhiều điều thú vị trải dài từ Bắc vào Nam. Tại thủ đô Hà Nội, du khách có thể dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, xem một buổi biểu diễn múa rối nước truyền thống, sau đó trải nghiệm chuyến tàu Thống Nhất chạy dọc theo chiều dài của Việt Nam. Tại cố đô Huế, khách du lịch có thể khám phá những dấu tích cổ xưa của cung điện Hoàng gia, sau đó vào Hội An thăm thú những ngôi nhà cổ, chợ và thưởng thức các món ăn ven đường. Ở thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể khám phá một số khu mua sắm và ăn uống phong phú, cũng như đến thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh, một điểm đến tương đối nổi tiếng để hiểu về lịch sử Việt Nam.